Cô gái này điên rồi, hôm qua còn mới điều tra hung thủ giết chết mình, hôm sau lại làm chuyện ngược lại hoàn toàn, bản thân mình lại trở thành hung thủ giết hại người khác. Cô nhìn thi thể trước mắt, lộ ra biểu cảm khó tin trên mặt, cuối cùng cảnh sát đến hiện trường bắt cô đi. Vì ở đó không hề có camera, nên bây giờ cũng không có cách nào xác nhận hành vi phạm tội của Mi Răng. Nhưng mà trên hung khí giết người quả thật có dấu vân tay của cô, về điểm này thì Mi Răng không hề phủ nhận. Cô rất bình tĩnh nói cái châm cài tóc kia là của mình, vậy nên trên đó có dấu vân tay chả phải là bình thường quá sao? Cứ tưởng như cuộc tra hỏi này không thu được gì, thì Mi Răng lại nói ra một thông tin làm mọi người đều chấn động. Đó chính là Teso căn bản không hề chết, hơn nữa còn giết chết tên mặt nạ ngay trước mặt cô. Lúc đó ở hiện trường còn có một nhân chứng quan trọng, nếu như muốn xác nhận những lời của cô là thật hay giả, vậy thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm cho ra cô gái ở hiện trường lúc đó. Nhưng vấn đề lại phát sinh rồi, cảnh sát không hề tìm ra tung tích của cô gái xung quanh nhà kho, mà bất ngờ hơn là Gutech đã nhìn thấy trên mặt đó có vết bánh xe phanh gấp. Hacker thông qua việc lấy camera ở nơi gần đó phát hiện, vào đêm hôm đó có tổng cộng 3 chiếc xe đi ngang qua, một trong 3 chiếc đó là xe buôn lậu. Gutech thông qua điều tra biết được, đây chính là một tổ chức phạm tội chuyên buôn lậu kim cương, đặc biệt ra tay với nữ sinh. Sau khi hành hạ giày vò xong sẽ biến người đó thành công cụ chuyển hàng, mà tên trùm của tổ chức này từng bị đội trưởng của Gutech bắt. Gutech lập tức đi tìm đội trưởng để hỏi trực tiếp là ông ấy có biết đến tổ chức này không. Ai ngờ là ông ấy vô cùng thích thú nói là cô gái kia đúng là đã bị tổ chức buôn lậu bắt, bây giờ muốn cứu cô ta thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là dùng viên kim cương lần trước thu được để đổi. Gutech thông qua một hồi đấu tranh tư tưởng đã quyết định đi trộm viên kim cương kia. Đầu tiên anh phá đi nguồn điện cung cấp của đồn cảnh sát, rồi đi đến căn phòng nơi cất giữ viên kim cương đó. Nhìn thấy mật mã cassette bảo hiểm ở trên bàn, cứ như vậy anh đã trộm được viên kim cương ra. Xong nhờ đội trưởng liên lạc với tên trùm để hẹn địa điểm gặp mặt. Ngày giao dịch hôm sau quả nhiên đã nhìn thấy đối phương. Sau khi xác nhận cô gái vẫn an toàn, Gutech đã bí quá hóa liều trượt từ trên cao xuống. Trong lúc đánh nhau anh đã lén gắn thiết bị theo dõi vào một người trong đó. Chỉ một lát sau mấy tên đó đã bị Gutech đánh lên bảng đếm số. Vậy mà chính vào lúc này, sự cố đã xảy ra. Viên kim cương trong tay đội trưởng đã bị đối phương cướp mất. Gutech vì muốn nhanh chóng chứng minh Mi Răng trong sạch, chỉ có thể đưa cô gái về đồn trước. Sau khi cô ấy chỉ ra hung thủ chính là Teso, Mi Răng cũng được cảnh sát thả ra loa phi. Nhưng sau khi Mi Răng nghe được cô gái nói là Gutech vì muốn cứu mình đã vi phạm quy định của cảnh sát mà đi trộm tăng chứng, Mi Răng lập tức cảnh cáo cô gái không được nói chuyện này với bất cứ ai. Xong cô cùng với Gutech đi tìm viên kim cương đó. Họ thông qua thiết bị theo dõi nhanh chóng đã tìm ra đối phương. Tiếp theo hai người nhẹ nhàng bước xuống xe, mỗi người lựa chọn cho mình vũ khí thích hợp. Đối mặt với hai nhân vật chính này thì đám người buôn lậu này sao có thể là đối thủ được. Mi Răng giơ cái búa lên đập nát chiến trường. Cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc, lấy được viên kim cương mà không tốn một chút sức mô luôn á. Vậy mà tên đội trưởng lúc này đã nói ra chuyện Gutech đi trộm tăng chứng. Chính vào lúc cảnh sát đang đi đến phòng làm việc để xác nhận thì thiết bị chống lửa bỗng nhiên hoạt động. Kế tiếp Mi Răng cầm theo cái dù hiên ngang bước vào phòng, thuận lợi đặt tăng vật là viên kim cương vào vị trí cũ. Chính vào lúc hai người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Gutech lại nhận được cuộc gọi đến từ Teso. Chỉ thấy hắn ta nói đúng một câu: tao và Mi Răng từng là đồng phạm vào 13 năm trước đấy. Bên Hàn Quốc bạn tuyệt đối không nên tùy tiện gặp bạn trên mạng. Hắn ta dùng chân đạp vào người cô gái, rồi đâm từng nhát cho đến chết. Càng kỳ quái là nhát nào cũng hắn cũng né tránh chỗ hiểm, có thể thấy hắn ta đang rất hưởng thụ quá trình này. Teso lại lấy căn cước công dân trên người nạn nhân ra, hắn muốn vĩnh viễn lưu lại chiến lợi phẩm này. Chính vào lúc hắn đang định kết thúc trò chơi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn ra phía xa xa. Cô gái bên kia đến lúc này vẫn không dám tin là mình đã tận mắt nhìn thấy một vụ giết người man dợ. Cô ấy chính là Mi Răng vào 13 năm về trước. Vì muốn tăng thêm phần kích thích, Teso đã rút con dao ra uy hiếp Mi Răng, bảo cô giết chết cô gái trước mặt này, vậy thì cô bé hãy tiễn nó lên thiên đường đi nào. Em không làm được. Nói xong hắn khống chế Mi Răng đâm thẳng vào người cô bé kia. Lúc này trên mặt hắn mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xong hắn nói là bây giờ mình và cô đã là đồng phạm, cuối cùng thả cho Mi Răng rời đi. Vậy mà điều làm Teso không ngờ tới là người thấy hắn giết người lúc đó không chỉ có mỗi Mi Răng, mà vẫn còn một cô gái khác. Hai người sau một hồi thương lượng quyết định giấu chuyện này. Ngày hôm sau cảnh sát nhận được báo án từ người dân, người đến hiện trường lúc đó chính là Gutech lúc còn trẻ. Trong lúc anh đang đi tìm manh mối thì nhìn thấy bóng dáng của một cô gái ở phía xa xa. Tối đến Gutech lại đi đến hiện trường vụ án, vô tình nhìn thấy cô gái lúc sáng kia. Trong lúc truy đuổi Mi Răng đã nhảy xuống dòng sông gần đó, Gutech cũng không một chút do dự nhảy luôn xuống, cuối cùng mới cứu được cô lên bờ, nhờ đó mới biết tên của Mi Răng. Sau một hồi bị Gutech tra hỏi, Mi Răng mới nói là đêm hôm đó cô quả thật đã nhìn thấy hung thủ, nhưng đối phương lại là nhân vật quyền lực có tiếng. Nếu như cô chọn cách trở thành nhân chứng thì rất dễ bị đối phương đến báo thù, nhưng mà Gutech vẫn không chịu từ bỏ. Anh nói là mình có một cô em gái bằng tuổi với cô, chỉ cần Mi Răng nói cho anh biết tên của hung thủ thì mình nhất định sẽ giữ bí mật cho cô. Ngày hôm sau sự cố lại xảy ra rồi. Có một cô gái đi đến đồn cảnh sát tự nhận mình đã nhìn thấy hung thủ,
Nhưng điều làm Gutach bất ngờ đó là người đó chính là em gái của mình. Gutach biết rất rõ việc làm này vô cùng nguy hiểm, thế là anh đã đưa ra một quyết định làm anh hối hận cả đời này. Đầu tiên là anh gọi cho Mi Răng nói mẹ cô đang cãi nhau với người khác, đã bị cảnh sát bắt đến đồn để điều tra. Cứ như vậy anh đã lừa được Mi Răng đến đồn cảnh sát. Tiếp theo anh gọi điện cho đội trưởng, nói là nhân chứng vụ án là Mi Răng đã đi đến văn phòng. Xong anh đến phòng bên cạnh dặn em gái mình là đừng nói gì hết. Rồi anh với Mi Răng cùng ngồi đợi đội trưởng tới. Vậy mà điều làm Gutach không ngờ tới là đội trưởng vì muốn lấy lòng đại gia Teso nên đã trực tiếp mời hắn đến đồn cảnh sát để đối chất với Mi Răng. Tại sao chú lại làm vậy với con cơ chứ? Con làm gì có nói con là nhân chứng đâu hả? Sau đó Gutach đã bảo em gái mình đến nhà người thân ở Seoul. Ai ngờ là cảnh này đã bị Mi Răng nhìn thấy. Gutach vội vàng đi đến giải thích, đồng thời nói mình nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Chú thà để cháu ra làm chứng chứ không để em gái mình phải gặp nguy hiểm. Nếu như cháu chết rồi thì tất cả là lỗi của chú. Không lâu sau, quả nhiên Teso đã lựa chọn báo thù. Điều làm Gutach kinh ngạc là hiện trường lúc đó chỉ có thi thể mẹ của Mi Răng, còn cô thì hoàn toàn mất tung tích. Anh lúc này căn bản không hề biết là mình lại có thể gặp lại Mi Răng sau 13 năm dài đằng đẵng. Hơn nữa chuyện đã đến mức khó mà kiểm soát được. Một tên công tố viên đã giết 32 người liên tiếp, làm sao để tự nhiên biến thành chồng người khác nhỉ? Đầu tiên hắn ta lén lấy điện thoại của đối phương, mạo danh thân phận để gửi tin nhắn về cho cô vợ, nói với cô là mình lúc này đang trên đường về nhà. Tiếp theo hắn đến siêu thị để mua đồ lặt vặt theo yêu cầu của cô vợ, rồi đi về nhà theo địa chỉ còn lưu trong điện thoại. Xong hắn lấy thẻ mật mã ra để mở cửa nhà, vừa bước vào phòng, tháo mũ bảo hiểm ra. Anh là ai? Đối diện với câu hỏi này hắn ta không hề thay đổi sắc mặt, chỉ thấy hắn cầm cái mùi trên tay rồi từ từ lại gần. Sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngày hôm sau cô ấy đã chết ngay trong nhà mình. Gutach đến hiện trường vụ án để tiến hành điều tra, thì phát hiện ra một điểm vô cùng khả nghi, tất cả tấm hình trong nhà đều là ảnh của hai vợ chồng, chỉ có duy nhất một tấm ảnh trong đó là ảnh của người lạ. Hơn nữa thời gian trên tấm ảnh là 3 ngày sau. Gutach quay về đồn cảnh sát đã lập tức điều tra người chồng của nạn nhân. Anh ta nói là sau khi tan làm mới phát hiện ra điện thoại đã rơi mất, hơn nữa thẻ mật mã của mình cũng biến mất theo đó. Còn về tấm ảnh người lạ trong nhà kia cũng không phải do mình và vợ chủ. Tiếp theo thông qua điều tra camera của các nhà xung quanh, rất nhanh đã phát hiện một người đàn ông khả nghi. Hơn nữa ở chỗ nào cũng nhìn thấy bóng dáng hắn ta, nhưng vì lúc nào hắn cũng mang mũ bảo hiểm nên căn bản không thể xác nhận được thân phận. Gutach lập tức đến chỗ pháp y để hỏi về kết quả giám nghiệm, thì lại nhận được một tin tức vô cùng kinh ngạc. Dựa vào dấu vân tay xác định được người đàn ông áo đen thần bí kia chính là Teso đã mất tích. Có điều trong mọi vụ án trước kia, lần nào Teso cũng xử lý hiện trường rất sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Vậy có thể thấy lần này là hắn cố ý để lại dấu vân tay, rõ ràng là muốn thách thức với phía cảnh sát đây mà. Vậy thì vấn đề lại phát sinh, tấm ảnh mà hắn ta để lại ở hiện trường có ý nghĩa gì? Gutach lúc này mới nói là có khả năng đây là nạn nhân tiếp theo, chỉ là thông tin có được trên tấm ảnh kia quá ít ỏi. Chính vào lúc mọi người đang rơi vào bế tắc, thì Gutach lại phát hiện ra một chi tiết trong tấm ảnh đó. Sau khi phóng to độ phân giải của tấm ảnh ra, đã nhìn thấy số hiệu trên cái cửa sổ trong đó. Hơn nữa ở khu dân cư số 1 mới có loại cửa sổ này. Rất nhanh họ đã xác định được vị trí, cảnh sát lập tức đi tới từng nhà để so sánh. Thời gian đã sắp đến con số ghi trên tấm ảnh rồi. Gutach lúc đó đã ra một quyết định vô cùng táo bạo. Chính vào lúc Gutach nhận ra cái cửa sổ bên trong tấm ảnh, bước vào phòng thì nhìn thấy cô gái đã chết mất rồi. Đồng thời trong tay cô có cầm một tấm ảnh khác. Vậy mà lúc này Mi Răng đột nhiên lại đi đến hiện trường. Gutach chất vấn cô tại sao lại đến đây cơ chứ? Mi Răng giải thích là mình nhận được tin nhắn từ một người lạ. Lúc này một cuộc gọi bỗng nhiên gọi đến số của Gutach. Mi Răng đang dần khôi phục lại trí nhớ rồi đúng không? Tao sẽ từ từ giày vò mày, Gutach. Gutach lập tức đu theo dây thừng trượt xuống. Xong anh lấy luôn cây gậy sắt trên đường đuổi theo Teso. Trong lúc hoảng loạn, Teso đã ra tay với một người đi đường bất kỳ. Nhờ vậy hắn đã thoát thân một lần nữa. Gutach quay về đồn cảnh sát thông qua điều tra, cuối cùng đã tìm được 5 di sản mà bố của Teso lúc mất đã để lại. Sau khi bàn bạc, cảnh sát đã quyết định lập tức phái người đến bắt. Nhưng Teso lại nhận được điện thoại của đội trưởng. Đối phương chỉ nói với hắn một câu là cảnh sát đã biết cậu đang trốn ở đâu rồi, mau chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Đến lúc Gutach tới hiện trường thì quả nhiên Teso đã biến mất không dấu vết. Chính vào lúc anh đang lục lọi hiện trường thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, bởi vì người con gái trong tấm ảnh lại chính là em gái ruột của mình. Người thợ săn cao tay thường hay giả vờ làm con mồi chờ bị bắt rồi phản công. Cô gái này đang ngồi một mình ở nhà xem tư liệu, nhưng quỷ dị là cô ấy không hề bị gì, mà ngược lại còn bắt trói người đã đánh lén cô. Hơn nữa hắn ta còn là người đã sát hại mẹ ruột của mình. Đầu tiên cô dùng cái châm cái tóc đâm thẳng vào đùi, tiếng kêu thảm thiết vang cả căn phòng. Cô muốn biết được nguyên nhân tại sao hắn lại giết chết mẹ mình. Khi thấy cô chuẩn bị đâm thêm một nhát nữa, thì hắn ta mới chịu nói ra lý do. Chỉ đơn giản là lúc đó mẹ cô vừa lúc về tới nhà, ngăn cản hành động sắp tới của hắn, không còn cách nào mới lựa chọn giết người diệt khẩu. Sau khi nghe xong câu trả lời mình muốn nghe, Mi Răng lập tức gọi điện cho anh cảnh sát Gutach, rồi nói lát nữa mình sẽ đích thân xử lý tên Teso này. Xong cô lấy rùi cui điện ra giày vò hắn. Teso tiếp tục kể lại quá trình gây án năm đó. Vậy mà Mi Răng lúc này dường như đã nhớ lại gì đó.
mẹ cô đã chết thay cô đấy, chỉ vì để cô chạy thoát thân. Không đúng. Teso thấy vậy tiếp tục kích động Mi Răng, xong hắn nhổ luôn cái lưới sắt ra, đi tới đập thẳng vào người Mi Răng, rồi hắn cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn cắt dây trói ra, lại bắt đầu đi tới chỗ Mi Răng, cầm lấy cái rèm cửa bên cạnh siết chặt cổ cô. Chính vào lúc này, Vu Tách đã kịp đến nơi, Teso dùng sức đẩy Mi Răng ra khỏi cửa sổ, còn mình thì lại thoát thân khỏi hiện trường thành công. Hắn cải trang thành tài xế giao hàng qua mặt được kiểm tra, xong hắn gọi điện thoại cho đội trưởng, uy hiếp ông ta nói mình đang có đoạn ghi âm lúc hai người ở trong bệnh viện. Hơn nữa 13 năm trước ông ta đã nhận số tiền lớn từ tay hắn ta, bây giờ yêu cầu ông ta giúp hắn lần cuối cùng. Bởi vì nếu như mình bị bắt thì những chuyện ông ta đã làm sẽ bị công bố khắp nơi. Hết cách, ông ta chỉ đành làm theo lời yêu cầu của hắn. Đầu tiên là đến tiệm bánh của em gái Vu Tách để thu hút sự chú ý. Teso thì từ sau lưng đánh lén thuộc hạ của Vu Tách, lấy đi cây súng trên người rồi bắt luôn em gái của anh. Teso lại gửi tin nhắn cho Mi Răng, trên đó viết là nếu như muốn tìm lại ký ức thì hãy đến tìm tao. Đồng thời lúc này Vu Tách cũng nhận được tin nhắn của Teso. Sau khi trói Mi Răng vào ghế thì mới bắt đầu kể chuyện cho hai người nghe. Hóa ra năm đó Mi Răng chạy khỏi hiện trường vụ án đã không may gặp tai nạn xe, khuôn mặt bị thương nặng nên đã phẫu thuật hoàn toàn. Vì thế tướng mạo cô mới thay đổi như vậy, và phần đầu cũng bị va chạm nghiêm trọng nên mới mất đi ký ức. Teso đến phòng bên cạnh nhìn thấy Vu Tách đã đuổi đến. Mi Răng lấy ra con dao đã giấu sẵn trong người, nhẹ nhàng cắt hết dây trói trên người. Cô lục cái túi mà Teso để lại lấy một con dao khác ra, rồi lặng lẽ đi đến cửa cầu thang. Lúc này Vu Tách cũng đã đuổi đến nơi, vừa bước vào phòng đã thấy Teso dùng súng chĩa vào hai người. Câu nói tiếp theo của Teso đã làm Vu Tách vô cùng khó xử. Hai người quan trọng đối với mày này, chỉ có thể giữ lại một người mà thôi. Mày sẽ chọn ai đây?